Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin mới, những quan điểm mới xung quanh vụ việc khuôn mặt Chúa xuất hiện trên thân cây cổ thụ tại Gia Lai. Liệu rằng đây có phải là phép lạ hay không? Ý kiến của ba vị linh mục Việt Nam lúc này. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như chúng ta cũng biết về vụ việc thân cây xì có hình Chúa tại chợ Nghĩa Hưng, Gia Lai. Chính quyền địa phương thì đã trao tặng cây đó cho nhà thờ và làm cây cảnh, nhưng không dừng lại ở đó, dòng người công giáo cũng như lương dân kéo đến nhà thờ ngày một đông. Vậy đây có phải là phép lạ Chúa làm hay không? Linh mục Vũ Hoàng Trương, CSSR chia sẻ. Về sự xác thực của tấm khăn liệm thành Turin mang khuôn mặt Chúa Giê-xu đã từng nổ ra cuộc tranh cãi kéo dài cả trăm năm, đến hôm nay có thể nói vẫn chưa có hồi kết. Giáo hội đến nay vẫn không buộc tín hữu phải tin khuôn mặt trên tấm khăn liệm ấy là khuôn mặt của Chúa Giê-xu. Tuy nhiên mỗi năm có hàng triệu tín hữu hành hương đến thành Turin, ý để chiêm ngắm, thờ lạy trước tấm khăn liệm này vì họ tin rằng đó là tấm khăn đã an táng Chúa Giê-xu trong mộ đá. Đó chính là lòng đạo đức bình dân. Việc xuất hiện hình ảnh được cho là giống khuôn mặt của Chúa Giê-xu trên thân một cây xì khiến rất nhiều người đến kính viếng hoặc thậm chí đến vì tò mò, cũng không vì thế mà xúc phạm đến niềm tin của họ. Ngoài những tín điều buộc tín hữu phải tin, Thiên Chúa vẫn có vô vàn cách để tỏ mình ra nơi các loài thụ tạo để đánh thức con người nhận ra sự hiện diện của Ngài. Hãy chờ thời gian và nếu cần thiết, đấng bản quyền sẽ lên tiếng. Và xin mượn lời của một người Pharisêu tên là Gamaliên trong sách Công vụ Tông đồ để nói việc nào của Thiên Chúa muốn và việc nào do con người bày vẽ nên. Nếu ý định hay công việc này là do người phàm, tất sẽ bị phá hủy. Còn nếu quả thật là do Thiên Chúa thì quý vị không thể nào phá hủy được, không khéo quý vị lại thành những kẻ chống Thiên Chúa. Còn theo cha giáo Matthew Nguyễn Khắc Hy, Ngài giải thích như sau. Mà khi mình đã tìm, người ta nói ngưu thì tầm ngưu, mã thì tầm mã. Nếu mình thật sự muốn tìm những cái nhóm này, trước sau cũng có người phong cho. Đều có cái, tôi chắc chưa nói ra là tôi đã biết không phải của giáo hội Công giáo La Mã. Và tôi biết chắc một điều đây là những nhóm ly khai, mà không những nhóm ly khai, mà nó trời ơi đất hỡi, tội nghiệp cho ông này. Thưa cha, con có câu hỏi là gần đây có hai hiện tượng mà không biết là thiệt hay là giả. Hiện tượng thứ nhất là cha Francisco Trương Bửu Diệp chết rồi làm phép lạ rất nhiều. Và hiện tượng thứ hai là cha Trần Đình Long của Lòng Chúa Thương Xót. Bây giờ cũng không nghe giáo quyền nói gì là đúng hay sai thì con không biết là cha nghĩ như thế nào. Tôi muốn hỏi cái câu hỏi trước. Thứ nhất là anh nói nè ha, tôi chỉ lặp lại lời nói của anh và đương nhiên cái câu trả lời của tôi thì nó mang tính chất thần học cũng như là giáo huấn của giáo hội. Cái câu hỏi của anh, cái thứ nhất là cha Trương Bửu Diệp làm phép lạ rất nhiều, có đúng không? Vâng. Thì cái câu trả lời của tôi là tôi không biết. Cái lý do tại sao? Bởi vì đối với giáo hội Công giáo, cái từ phép lạ nó phải được công nhận bởi giáo quyền. Chứ không phải là cứ mình nhìn ra đó rồi thấy có một người tự nhiên xuống đó què chân đứng dậy đi được là phép lạ, không phải. Không phải. Cái thứ hai, cái này là tôi nói ngay trong thời kỳ Chúa Giê-xu đó, đâu có phải chỉ có một mình Chúa Giê-xu làm được phép lạ. Ngôn sứ của Ba-an nó cũng làm được vậy, ma quỷ nó cũng làm được vậy. Nó nói Chúa Giê-xu cứ nhảy đi rồi có sa tiên nhảy xuống đi rồi nó cho cái này cái kia. Cái quan trọng là làm sao mình biết được cái đó là của Chúa Thánh Thần. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba, thời kỳ của Chúa Giê-xu chúng ta có nhớ là khi Chúa Giê-xu gửi các môn đệ đi ra, 72 môn đệ ra để mà đi rao giảng, Ngài ban cho các ông quyền trừ quỷ rồi quyền chữa lành bệnh. Rồi biết sau khi các ông đi về, các ông kể Chúa Giê-xu làm sao nghe, nhớ không? Nó quên rồi đi. Có nhớ không? Quên rồi đó. Thật sự có đọc đâu mà nhớ mà quên. Sau khi Chúa Giê-xu sai mấy ông đi ra rao giảng, mấy ông trở về mấy ông nói Chúa ơi vui lắm, tụi con làm được nhiều việc. Có một cái con bực mình là cái thằng bên cạnh làng kia nó cũng nhân danh thầy mà trừ quỷ, nó làm được chứ đâu phải chỉ có tụi con. Đừng nghĩ rằng chỉ có những người Công giáo mình mới làm được. Và đó là cái điều tại sao mà giáo quyền bắt mình phải có cái sự điều tra dưới con mắt của giáo quyền. Cho nên cái câu nói của anh có nhiều phép lạ thì tôi trả lời tôi không biết, là bởi vì sao? Nếu giáo quyền không công nhận thì những điều mà anh cho là phép lạ chưa chắc nó đã là phép lạ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, điều kiện phép lạ của giáo quyền
nó khác lắm anh à. Tôi nói ví dụ như thế này. Thế nào gọi là một phép lạ? Một vài những yếu tố mà chúng ta đưa ra, chứ không phải của người ta, là cái thứ nhất, nó phải là một điều không giải thích được về khoa học và rõ ràng, thứ nhất. Cái thứ hai, nó phải có tính cách tức khắc, chứ không phải từ từ. Tôi nói ví dụ đang đau đầu một cái hết liền, đang ung thư một cái hết liền, còn nếu nó kéo dài 5 ngày mới hết không được. Cái thứ ba, không những chỉ có nó chấm dứt mà nó có tính cách vĩnh viễn. Nếu trường hợp nó kéo chừng tháng nó trở lại bệnh, không là phép lạ. Anh thấy không, giáo quyền của mình khác với bên ngoài. Tôi nói ví dụ bây giờ tôi tới tôi đau, 5 ngày sau tôi lành, họ không kêu đó là phép lạ. Anh có thể gọi là phép lạ, giáo hội không công nhận. Phép lạ của giáo hội nó có những cái tiêu chuẩn khi đọc về giáo luật. Nó phải tức khắc, nó phải kéo dài. Còn bây giờ tự nhiên tôi hết đau ruột, tự nhiên tháng sau tôi đau lại, nó đâu phép lạ. Cho nên những cái mà mình nói chuyện với nhau thì nó nhiều lắm. Vậy thì nếu trường hợp mà giáo quyền công nhận phép lạ thì lúc đó tôi sẽ trả lời. Còn bây giờ giáo quyền chưa công nhận thì tôi không biết. Cho nên cái việc mà tôi thì tôi tin là cha Trương Bửu Diệp là một vị thánh. Thánh đây tôi ý muốn nói là cuộc sống thánh thiện giống như anh chị em đây nè. Cho nên cái cuộc sống của Ngài cũng đáng cho mình noi gương. Rồi cái việc mà người ta đến cầu nguyện được nhiều ơn thì có thể đó là do qua cái lời cầu bầu của Ngài. Cũng có thể là do tự niềm tin của họ, Chúa thưởng cho họ. Còn cái việc Ngài làm phép lạ thì như tôi nói, phải có thẩm quyền của giáo hội. Và như tôi đưa ra một vài những cái tiêu chuẩn để anh thấy cái định nghĩa phép lạ của giáo hội nó khác lắm. Linh mục Đỗ Minh Thăng, giáo phận Xuân Lộc nhắn nhủ các giáo dân như sau. Phải chăng đức tin của ta chưa trưởng thành? Mấy bữa nay có không ít người hỏi tôi, cha có tin Chúa mới làm phép lạ khi Chúa mới hiện hình tại chợ Nghĩa Hưng, Chư Pả, Gia Lai hay không? Tôi mới trả lời, Chúa hiện ra có thật hay không thì tôi chưa biết chính xác vì chưa được đấng bản quyền xác minh. Nhưng tại sao chúng ta lại cứ chạy theo những hình ảnh mơ hồ nhạt nhòa đó mà tin là hình ảnh Chúa, trong khi Chúa vẫn đang hiện diện một cách cụ thể và sống động nơi bí tích thánh thể, nơi lời Chúa, nơi các bí tích hay nơi người anh chị em thì mình lại kém tin, kém yêu. Phải chăng đức tin của không ít người Kitô hữu chưa trưởng thành khi chỉ chạy theo và dựa vào những cái được gọi là phép lạ? Chúng ta cần tìm hiểu đôi chút về phép lạ. Phép lạ là gì? Đức giám mục Lucy Louis Guterres thuộc Bộ Phong Thánh tháng 10 năm 2003 đã giải thích rằng, đối với những nhà thần học, phép lạ thông truyền một thông điệp cứu độ. Đó là một điều phi thường đặc biệt làm mọi người khâm phục, một biến cố vượt trên những luật vật chất. Mục đích của phép lạ không nhằm gây thán phục, nhưng là thông truyền một thông điệp cứu độ. Chúng ta cần vững tin rằng, mặc dù Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu tình thương có thể cho các phép lạ xảy ra bất kỳ lúc nào và bất kỳ ở đâu, nhưng thực sự người không bao giờ muốn thực hiện các phép lạ một cách tràn lan. Khi xưa, những người Pharisêu kéo đến và bắt đầu tranh luận với Chúa Giê-xu. Họ đòi Chúa một dấu lạ từ trời, nhưng Chúa đâu có làm. Chúa chỉ làm phép lạ khi thực sự cần thiết và luôn có mục đích. Mục đích của phép lạ luôn là thông truyền một thông điệp nào đó mà Thiên Chúa muốn gửi đến cho con người. Chẳng hạn, năm 1917 từ Fatima, Đức Maria đã truyền đi thông điệp cho cả thế giới như một điều kiện khẩn thiết để thế giới được hòa bình. Hãy siêng năng lần hạt, hãy cải thiện đời sống, hãy tôn sùng trái tim mẹ. Chúng ta hãy thử hỏi, nếu chúng ta tin là Chúa hiện hình trên cây cổ thụ tại chợ Nghĩa Hưng, Chư Pả, thì thông điệp Chúa muốn gửi đến chúng ta là gì? Vì thế, chúng ta cần hết sức thận trọng trước những hình ảnh, những thông tin mơ hồ. Đừng vội tin đó là phép lạ để rồi kéo nhau đến đó thắp nhang, dâng hoa khấn vái. Nếu không cẩn thận, chúng ta lại mắc thêm tội thờ ngẫu tượng và bị các anh chị em tôn giáo bạn coi thường vì mình quá dễ tin và mê tín. Chúng ta cần vững tin vào lời Chúa, các giáo huấn, giáo hội và siêng năng cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích để đức tin của mình mỗi ngày được trưởng thành hơn hết trích. Nguyện xin Chúa soi sáng và hoán cải tâm hồn tội lỗi của chúng con. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về Đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.